này đây. Cầu xin ma chứng minh. Má ơi sao má lại dội bỏ ra đi. Xin tiếp nối chương trình cũng anh Hồng Phước cũng đợn ba cây trong một, cũng phụ trách cây quy ta vẫn lõm. Còn Thanh Quý thì đợn cái này cặp sông đôi bên cò và bên gáo, cò gáo đó, ta cò ra cò gáo ra gáo, trong quả cò gáo là chung một cây đó, thì đây là hai cây trong một, cò gáo đây cò. Dạ dạ rồi, xin quà tấu cái gì xin quà tấu tiếp theo giọng cổ dây đào 5 và 6. Cảm ơn hai chú chú Phỉ. Thank you.
Con xin chào quý vị bà con khán giả xem màn hình nhỏ. Thì cũng nhân dịp hôm nay cháu Hồ ở Đồng Tháp, chú Hồng Phước Hồng Phước thì ở An Giang, thì cũng trong cái tin mà lý tưởng và một cái tâm nguyện của tâm hồn nghệ thuật, cũng muốn thứ nhất là giao lưu, thứ hai cũng ôn lại những cái gì mà đẹp trong cái lĩnh vực phi quốc thể của tài tử Nam Bộ. Thì hôm nay là cháu Hồ và chú Hồng Phước đến nhà trước nhất là thăm, sau cũng giao lưu cho thăm tình ý nghĩa. Thì tiếp theo là tôi chú Hồng Phước thì đừng hại Hậu Di, Hậu Di đoán, còn tôi cũng cũng mạn phép được xin giới thiệu cho đừng kìm kìm đờn tự chế là nó ba cái còi lo trép. Thì con của tôi nó bỏ dục rồi, bà của tôi tính bán ve chai, nhưng mà tôi dòm nó nhìn thấy thâu thể tôi ghép vô nó trở thành một cái đàn kìm và cái đàn cò. Nếu mà trở quay ngược lại giống như cái máy quay phim vậy thôi. Giới thiệu và sau này sau tiếp theo là Kim Tuyến, Trang Kim Tuyến ca cống hiến với bà con cô bác xem màn hình nhỏ một lớp văn thêm tường lớp dựng. Oh.
chiều dòng.